Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, diễn ra vào sáng ngày 20 tháng 8. Được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Đến dự đại hội, cấp Trung ương có bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp có ông Lê Quốc Phong, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp. Ông Phan Giang Thắng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các nhiệm kỳ. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tô Thị Bích Châu ghi nhận đánh giá cao các kết quả mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện hiệu quả nhiều mô hình phát huy vai trò của người dân, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới, giám sát và phản biện xã hội dân dân. Tại đại hội, Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong đề nghị mặt trận các cấp trong tỉnh cần xác định rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của mình trong củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xứng đáng là tổ chức đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chung của mặt trận tổ quốc, Bí thư tỉnh ủy yêu cầu bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong từng giai đoạn, thời điểm để thống nhất phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất. Tại phiên trọng thể 103 Quỹ viên Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội, ông Đinh Văn Dũng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 10 và ba phó chủ tịch gồm ông Võ Ngọc Thành, ông Võ Chí Hữu và bà Hồ Kim Liên. Đại hội đã hiệp thương cử 8 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết dự đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ 10. Tặng quà cảm ơn các vị đại biểu thôi không tham gia ủy viên ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh. Dịp này một tập thể và một cá nhân nhận bằng khen của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam. 10 tập thể và 20 cá nhân nhận bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029.